Trong tháng vừa qua, nhiều địa phương như Bến Tre, Tiền Giang đã xảy ra tình trạng sạt lở do thời tiết và triều cường, gây ảnh hưởng lớn đến đời sống và sinh hoạt của người dân. Mới đây, một đoạn đường kênh đất Phủ Hiền thuộc ấp Phú Thuận, xã Tân Phú Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp cũng bị sạt lở nghiêm trọng. Và việc sạt lở này đã làm cho một căn nhà sụp hoàn toàn xuống sông, còn 10 hộ dân lân cận đó thì bị cô lập. Ngay sau đó, các ngành và chính quyền địa phương đã có mặt tại hiện trường huy động các lực lượng triển khai những biện pháp cứu hộ và khắc phục sạt lở. Theo đó, thành phố đã huy động các lực lượng hỗ trợ một hộ dân có nhà bị sụp hoàn toàn di dời đồ đạc lên bờ, đồng thời tiến hành đóng cừ tràm và trải mũ bảo vệ không để sạt lở lấn sâu vào nhà dân. Đến chiều ngày 2 tháng 4, chính quyền địa phương đã bố trí nơi ở tạm thời cho một hộ dân và 7 nhân khẩu có nhà sụp hoàn toàn xuống sông đồng thời làm đường đi bộ tạm thời để 10 hộ dân bị ảnh hưởng sạt lở có nơi đi lại, cũng như hỗ trợ các hộ dân trong khu vực vận chuyển xe máy ra bên ngoài làm phương tiện đi lại làm việc. Trong buổi sáng ngày 2 tháng 4 năm 2024, ông Nguyễn Văn Hon, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Sa Đéc cũng đã trực tiếp có mặt tại hiện trường thăm hỏi và động viên các hộ dân bị ảnh hưởng, đồng thời chỉ đạo các ngành tích cực phối hợp với chính quyền địa phương triển khai nhanh các biện pháp khắc phục trước mắt trong đó tập trung tháo dỡ một căn nhà và các tròi tạm để đảm bảo an toàn cho các phương tiện thủy khi lưu thông qua đây đồng thời chuẩn bị các phương án lâu dài